Nga cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 7 tháng 6 năm 2020 đây. Thì chúng tôi rất hạnh đón cô chú Vân Tuyền nhé. Cô chú ở xã Tuy Lộc nhé, về ký nhận chiếc sập ngồi chất liệu gỗ hương. Có kích thước là 1m6 x 2m. Đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh của cô chú Xuân Tuyền đây. Cái sập này là sập tam diện gỗ hương, chọn vân rất là đẹp, vân trước thì dựng này. Video tôi đang quay ở phía trong cái phân khu sản xuất của chúng tôi. Hiện tại đang là 8 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2020. Rất cảm ơn cô chú đi tiểu xuống ủng hộ sản phẩm của tôi. Xin chào mọi người nhé.